Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, sáng nay Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội năm 2024. Ông Nguyễn Cát Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đội ngũ các cộng tác viên dư luận xã hội, cán bộ công chức ngành tuyên giáo tỉnh tham dự hội nghị. Với chuyên đề phương pháp nắm bắt dư luận xã hội, phương pháp phân tích, tổng hợp, viết báo cáo phản ánh dư luận xã hội và kỹ năng xử lý tình huống và điểm nóng ở cơ sở. Chương trình tập huấn nhằm bồi dưỡng, trao đổi nội dung phương pháp và kỹ năng cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh, cán bộ, công chức ban tuyên giáo tỉnh ủy trong công tác nắm bắt dư luận xã hội, nhất là những vấn đề nội cộm có tác động đến đời sống của nhân dân trong tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Toàn khẳng định công tác dư luận xã hội là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng trong những năm qua. Ban thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa đã luôn quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả lĩnh vực này. Hàng năm trong các nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy đều lồng ghép các nhiệm vụ và pháp công tác xây dựng đảng với công tác nắm bắt định hướng dư luận xã hội. Thông qua hội nghị lần này sẽ giúp đội cụ các công tác viên dư luận xã hội, cán bộ, công chức ngành tuyên giáo tỉnh triển khai hiệu quả công tác dư luận xã hội, làm tốt công tác tham mưu giúp tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các cơ quan ban ngành tại địa phương có thêm thông tin để đánh giá đúng, xác thực hơn tình hình thực tế. Sáng nay, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi tiếp xã giao bà Vujiswa Tulelo, đại sứ Nam Phi tại Việt Nam, nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa Đi cùng còn có ông Hector M. Fohoni, bí thư thứ nhất chính trị nước Cộng hòa Nam Phi. Phát biểu tại buổi tiếp, ông Nguyễn Tấn Tô bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp bà Vizla Tulelo, đại sứ Nam Phi tại Việt Nam và đoàn công tác lần đầu đến thăm và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Nam Phi trong 30 năm qua được vun đắp và ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, thể hiện qua sự hợp tác trên nhiều mặt. Riêng đối với tỉnh Khánh Hòa, Nam Phi hiện là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn. Các doanh nghiệp Khánh Hòa xuất khẩu chủ yếu các sản phẩm may mặc, thủy sản, bia vào thị trường Nam Phi. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang thị trường Nam Phi từ năm 2021-2023 đạt từ 559.200 đến 691.800 đô la Mỹ. Tuy kim ngạch xuất khẩu chưa cao, song Nam Phi đang mở ra rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Khánh Hòa với các tiềm năng thế mạnh về vị trí địa lý và các cơ chế chính sách đặc thù từ các nghị quyết của trung ương đối với tỉnh ông nguyễn tấn tuân mong muốn thời gian tới sẽ tăng cường thúc đẩy tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh với các đối tác Nam Phi về lĩnh vực kinh tế biển, thương mại, du lịch, nông sản, thể thao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng trân trọng mời bà đại sứ và đoàn công tác của đại sứ quán Cộng hòa Nam Phi đến tham dự Liên hoan du lịch biển Nha Trang 2024. Dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6 năm 2024. Bà Vuiswa Tulelo, đại sứ Nam Phi tại Việt Nam bày tỏ vui mừng trước sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh đối với đoàn công tác thống nhất với đề xuất hợp tác của tỉnh đại sứ nam phi tại việt nam cam kết sẽ là cầu nối để quảng bá hình ảnh tỉnh khánh hòa cũng như môi trường đầu tư của tỉnh đến với các nhà đầu tư nam phi trước mắt là việc tìm hiểu xúc tiến cơ hội đầu tư giữa hai bên thông qua hội thảo xúc tiến thương mại và du lịch nam phi do đại sứ quán nam phi tại việt nam phối hợp với văn phòng đại diện vcci tại việt nam tổ chức vào chiều nay Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, 2 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng trên địa bàn tỉnh đạt 18.584 tấn, tăng 3,49% so với cùng kỳ năm 2023. Tình hình thời tiết thuận lợi, các tàu khai thác hải sản xa bờ đạt sản lượng cao nên nhiều tàu cá đã vươn khơi bám biển khai thác. Nhờ đó, sản lượng thủy sản khai thác đạt hơn 17.905 tấn, tăng 3,42% so với thời điểm này năm trước với nuôi trồng thủy sản. Do các tháng dịp Tết Nguyên đáng, nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng, nên người dân đã thu hoạch nhiều diện tích thả nuôi trong năm 2023, đã đạt kích cỡ thương phẩm, với sản lượng gần 679 tấn, tăng 5,55% so với thời điểm này năm trước. Đáng chú ý, sản lượng tôm hùm tiêu thụ được 250 tấn, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Niên vụ mía năm 2023-2024, giá mía đã tăng trở lại. Năng suất trung bình đạt khoảng từ 55 đến 58 tấn 1 hecta Theo người trồng mía trên địa bàn tỉnh, năng suất mía năm nay chưa đạt như mong đợi. Niên vụ này mía đang được mua với giá 1.110.000 đồng một tấn 10 triệu đường CCS tăng 40.000 đồng một tấn so với năm trước, đồng thời chiều đường năm nay nhỉnh hơn so với những năm trước, khoảng 1,5 cc. Mỗi hecta mía bình quân mang lại lợi nhuận cho người trồng mía khoảng từ 15 đến 22 triệu đồng một hecta. Tuy nhiên, năng suất mía năm nay chưa được như mong đợi, chỉ đạt từ 55 đến 58 tấn một hecta, giảm khoảng 12 đến 15 tấn một hecta so với niên vụ trước. Giai đoạn từ năm 2010 đến 2017, cây mía mang lại hiệu quả rất cao, ngay cả trên những vùng đất gặp khó khăn về nước tưới với tổng diện diện tích trồng mía toàn tỉnh lên đến hơn 20.000 hecta. Khoảng 7 năm trở lại đây, diện tích cây mía bắt đầu giảm dần, nhiều người dân đã chuyển sang trồng keo, mì. Số liệu từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật cho thấy, niên vụ mía 2023-2024, toàn tỉnh có 7.641 hecta mía, năng suất bình quân ước đạt 54 tấn 1 hecta. Năng suất mía năm nay đạt thấp hơn so với năm trước do tình hình thời tiết không thuận lợi, trời nắng nóng, ít mưa, một số giống mía bị sâu đục thân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công khai lãi suất cho vay bình quân để người dân doanh nghiệp lựa chọn ngân hàng vay. Tại công điện ngày 5 tháng 3, Thủ tướng và Minh Chính đánh giá hiện mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm nhưng chưa tương xứng với lãi suất huy động. Cùng đó, tăng trưởng tín dụng 2 tháng đầu năm 2024 âm 1,12% so với cuối năm 2023. Ngoài tính thời vụ, nhu cầu vay giảm vào đầu năm giới chuyên môn cho rằng tăng trưởng tín dụng thấp còn do người dân doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn, yêu cầu công khai lãi suất cho vay bình quân là một trong những giải pháp để người dân doanh nghiệp lựa chọn ngân hàng vay. Càng gần đến ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, thị trường quà tặng nhân dịp này càng sôi động. Hoa và các mặt hàng quà tặng tiêu dùng được ưa chuộng, sức mua tăng dần với sự phong phú về chủng loại, nhiều mẫu mã mới, giá cả đa dạng ở nhiều phân khúc. Thị trường hoa 8 tháng 3 năm nay rất đa dạng về chủng loại, xuất hiện nhiều loại hoa mới được các chủ cửa hàng phối cắm đẹp mắt. Giá hoa hồng đợt này tăng mạnh hơn so với mùa này năm ngoái, nhất là hoa hồng đỏ và hồng nhập. Đến thời điểm này, bình quân từ 8 đến 20.000 đồng một bông, tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường, nguồn cung chủ yếu từ các nhà vườn Đà Lạt. Trong khi đó, các loại hoa nhập giá ổn định gần như không tăng, như lăng tiên 45.000 đồng một bó, mau lương 50.000 đồng một bó, thiên nga 65.000 đồng một bó, hoa chuông 100.000 đồng một bó, phi yến 40.000 đồng một bó, thúy châu 100.000 đồng một bó. Thời điểm này thị trường chưa sôi động, dự kiến đến còn ngày 8 tháng 3, sức mua sẽ tăng mạnh. Hoa ở đây em thấy đa dạng, giá cũng hợp lý. Nói chung nó sẽ tăng hơn với ngày thường tầm 2-3 nghìn thôi, cũng không nhiều. Em hay đặt hoa cho mẹ của em, chị nghĩ là 8 tháng 3 là sẽ tăng nhiều ngày 7 và ngày 8 là chính thức là sẽ tăng nhiều chứ còn bây giờ chị cũng chỉ nhận cái 20 phần trăm thôi chị là khách lẻ là chính khách gia đình tặng uh, cho vợ cho bà cho mẹ cho phụ nữ à, cũng cũng như mọi năm thôi em không có dám nhiều hơn đâu tự vì kinh tế bây giờ nó khó khăn cho nên mình cũng không có dám nhập nhiều đâu à, tới đâu thì hay đến đó mà cũng tà tà thôi chứ cũng không có nhiều Do tình hình kinh tế khó khăn nên lượng đơn hàng lãng hoa giá cao ít. Lãng hoa tùy chúng loại, kích cỡ, có giá dao động từ 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng một lãng. Phân khúc trung bình trên dưới 500.000 đồng một lãng được mua nhiều. Để chủ động về nguồn cung, các chủ cửa hàng hoa nhập hàng từ sớm nhằm đáp ứng lượng đơn hàng đặt sớm của người tiêu dùng. Năm nay thì với thị trường người ta đặt hoa trước, thì tụi em đã nhặt hoa nhiều hơn năm ngoái rất là nhiều. Em nghĩ là sức mua mai tăng, tại vì đợt lễ 20-10 năm trước, là cũng sợ nhưng mà tới ngày hôm đó thì người ta lại mua nhiều mua rất nhiều và tụi em sẽ không kịp cái ngày đến ngày đó tụi em không kịp bán nên là năm nay dự trù tại vì hôm nay đến hôm nay là em đã nhặt hoa rồi nhặt hoa tại mấy nói năm trước là cận ngày ví dụ ngày sáu đi thì, thì ngày sáu bắt đầu em mới lấy hoa về là tới chiều ngày sáu em mới vào cắm giỏ mà như hôm nay thì em đã lấy hoa tối hôm qua rồi là hôm nay em đã làm hoa ra hết rồi thì em đã chuẩn bị cắm cái kiểu rồi. Ngoài hoa, thị trường các sản phẩm quà tặng khác cũng rất đa dạng. Giỏ quà tặng nhân dịp 8 tháng 3 được bày bán tại các siêu thị, chia thành nhiều phân khúc giá, bình quân giảm giá từ 20 cho đến 30%, đáp ứng nhu cầu mua sắm cho mọi đối tượng khách hàng. Các nhóm quà tặng dành cho chị em phụ nữ như kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa tắm dầu gội được thiết kế bắt mắt, tiêu thụ mạnh. Kết hợp với nhóm cấp thực hiện các cái giỏ quà tờ, uh, của các các hàng uh, tập hợp công nghệ không mỹ phẩm và phẩm sống đa dạng hóa các cái giả quà để giúp khách hàng mua sắm thuận lợi hơn với cái giá cả với hàng hóa đa dạng thì tôi kỳ vọng trong mùa kinh doanh ngày 8 tháng 3 của năm 2004 sẽ tốt hơn dự kiến lượng hàng hóa cũng như lượng khách chúng tôi tăng từ 10 tới 15 trăm các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, nhất là những dòng sản phẩm xanh có nguồn gốc tự nhiên, cũng là sự lựa chọn của số đông người tiêu dùng, vừa là quà tặng ý nghĩa, vừa mang tính thiết thực dành cho một nửa thế giới. Dự báo thị trường quà tặng nhân dịp 8 tháng 3 năm nay sẽ nóng dần trong từ 1 cho đến 2 ngày tới. Các nhà cung cấp tiếp tục tung ra thị trường những sản phẩm quà tặng mới với giá hợp lý, thể hiện tình cảm yêu thương, tôn vinh phải đẹp. Tiếp tục chương trình với những thông tin khác. Sáng nay, khối thi đua các tổ chức xã hội khối 1 tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. Tại hội nghị, các thành viên thuộc khối thống nhất thông qua dự thảo quy chế thi đua, bản tổng hợp đăng ký thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Theo đó, năm 2024, khối phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu nội dung thi đua, gồm hỗ trợ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác phát triển thành viên mới đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, chú trọng phát triển, bồi dưỡng và nhân trọng điển hình tiên tiến. Tại hội nghị, các thành viên của khối tham gia thảo luận, đề xuất, chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung, tiêu chí và cách thức chấm điểm trong bản đăng ký thi đua. Khối thi đua các tổ chức xã hội khối 1 gồm 9 thành viên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Đơn vị trường khối, Hội sinh viên Việt Nam tỉnh, Hội Đông y tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, hội chữ thập đỏ tỉnh, liên minh hợp tác xã tỉnh, hội khuyến học tỉnh, hội nhà báo tỉnh và hội văn học nghệ thuật tỉnh. Sáng nay, trường trung cấp kinh tế Khánh Hòa tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân xuất ngũ năm 2024, lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo đó, lớp đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân xuất ngũ năm 2024 có 11 học viên, Lớp đào tạo nghề cho lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, có 27 học viên. Các học viên được đào tạo theo hệ vừa học vừa làm, gồm những ngành nghề như kế toán thực hành khai báo thuế cho lao động tại doanh nghiệp, kỹ thuật điện lạnh và nghiệp vụ pha chế thức uống trình độ sơ cấp cho bộ đội xuất ngũ. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giải quyết nhu cầu về việc làm cho bộ đội xuất ngũ và lao động của doanh nghiệp, phù hợp với kế hoạch đào tạo sơ cấp và thường xuyên của Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa năm 2024. Quá trình đào tạo, nhà trường sẽ giúp học viên nắm bắt tốt kiến thức cũng như kỹ năng nghiệp vụ cần thiết, đáp ứng nguyện vọng của người học. Trong dự thảo lần 2, nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản được đăng tải trên cổng thông tin của Bộ Xây dựng ngày 5 tháng 3. Bộ Xây dựng đã chính thức bỏ đề xuất quy định một cá nhân kinh doanh bất động sản chỉ được bán cho thuê, cho thuê mua từ 3 đến 5 căn nhà trong một năm. Theo đó điều kiện đối với cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ sẽ theo quy định tại luật kinh doanh bất động sản, không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, thực hiện giao dịch theo pháp luật về dân sự, pháp luật về công chứng và phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi các bộ ban ngành đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, các đại sứ quán tổ chức quốc tế tại Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới ngày 22 tháng 3, Ngày khí tượng thế giới 23 tháng 3, Chiến dịch giờ trái đất năm 2024. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan đơn vị nêu trên tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân, doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa, chủ đề Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và Chiến dịch giờ trái đất năm 2024 treo bano, băng rôn áp phích tuyên truyền được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm thích hợp. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng như tọa đàm, hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học, các cuộc thi triển lãm tranh ảnh để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các phương thức tuyên truyền trực tuyến, phổ biến luật tài nguyên nước, đồng thời tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, kêu gọi sự quan tâm của các cấp, ngành địa phương, tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng về tầm quan trọng của công tác khí tượng thủy văn, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng và bàn giao các công trình dự án thuộc lĩnh vực môi trường tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, tổ chức cá nhân cùng tổ chức hoạt động tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết trong vòng 1 giờ để hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024 từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày thứ bảy, ngày 23 tháng 3 thông tin và hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của đài phát thanh và truyền hình khánh hòa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và bây giờ là bản tin chiều báo thời tiết Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, nếu buổi sáng còn chút nắng ấm thì từ tối và đêm nay ngày 6 tháng 3, không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu khắp các vùng của Bắc Bộ. Nhiệt độ vùng núi là từ 12 cho đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Và ngay sau đây sẽ là thông tin thời tiết các khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, thời tiết ở đây có mây, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, đêm có mưa vài nơi gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 16 độ và cao nhất có nơi trên 35 độ. Đối với khu vực phía đông bắc bộ thì có nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi khoảng 13 độ và cao nhất là không quá 27 độ. Ở khu vực có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, chiều và đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều tối và đêm trời chuyển rét. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời có mây, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, riêng khu vực từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, đêm có mưa vài nơi, riêng phía bắc khu vực từ đêm trời chuyển rét, nhiệt độ dao động từ 18 cho đến 37 độ. Trời có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, đêm không mưa, là thế thời tiết ở khu vực các tỉnh thành ven biển từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận. Nhiệt độ ngày và đêm giao động trong khoảng từ 23 cho đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên thì có nhiệt độ trong khoảng từ 20 cho đến 34 độ. Ở đây thì có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dùng vài nơi, gió nhẹ. Đối với các tỉnh thành khu vực Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ trong ngày ở khoảng từ 23 cho đến 36 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.